mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Đó có chuyện phải đi rồi, Morpho. Nhân chuyện này phải giữ bí mật nên cậu không được đi. Morpho đi nữa. Không, Morpho không được đâu. Bye bye, Morpho. Ồ, chuyện gì vậy Morpho? Ba có biết Mila đi đâu không? Ba không biết, xin lỗi Morpho. Mila! Có chuyện gì vậy Morpho? Có Mila ở đây không? Không, xin lỗi, hôm nay mình chưa gặp Mila. Không có ở đây. Mila có ở đây không? Không, Morpho, Mila không có ở đây. Không, Morpho. Mila đâu? Morpho khóc à? Đừng khóc mà. Thôi nào Morpho, ta có chắc là Mila đang đợi ở nhà đó. Mà Morpho, cháu chưa ra sau vườn kiểm tra mà. Bất ngờ không? Mila! Chúc mừng sinh nhật Morpho. Giờ thì mở quà nào. Yeah! Morpho thích lắm. Công lý thì không ngủ, nhưng các em nhỏ thì phải ngủ từ 9 giờ đến 7 giờ đó. Ngay khi đánh răng xong là lúc chống tội phạm. Với cổ mấy thời gian của giáo sư Raisit, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morpho. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Thank you.
tốt lắm, Mila Morpho. Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Morpho. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta cần tìm ra Morpho đã tới đâu. Điện lộn xộn. Ráng một chút nha Morpho. Chắc là ổn rồi. Thank you.
Nè Mila Mofo, có người kiếm hai con đây nè. Ồ, ai vậy ba? Đó là... là người kem. Ta đã tìm ra được một hương vị tuyệt hảo mới cho kem này rồi đó nha. Nhưng à, ta đang ở nửa kia của thế giới, vậy nên chỉ còn có một ít thôi à. À không, đừng có lo lắng người kem, chúng cháu sẽ đến. Đó là Orpho. Nếu cậu ấy tới được chỗ người kem trước, cậu ấy sẽ ăn sạch hết kem đó. Không! Đó là một mô phồ mới hả? Không, xe tôi. Giờ tôi bắt tội phạm như thế nào đây khi không có xe cảnh sát hả? Tụi mình phải giúp cảnh sát Freeze lấy lại xe thôi, Morpho. Ha, cảm ơn Mila và Morpho. Hả? Chắc không biết cái gì dưới nước là nhanh nhất đâu, nhưng tớ thì biết. Morpho biến thành thuyền siêu tốc. Ta biết. Khỉ nào? Xe đua không chạy nhanh trong rừng được đâu, Orpho à. Morpho hả? Không, là Orpho. Orpho. Có vẻ như Orpho tới trước rồi. À, người đang hết kem của tao luôn rồi. Trời ơi là trời. Ôi không. Trễ quá rồi Morpho. Đừng lo, ta chỉ giả vờ như nó đã ăn hết kem của ta mà thôi. Để nó đi ra chỗ khác. Vẫn còn rất rất nhiều kem đủ cho các cháu luôn nha. Cho cháu và bạn khỉ nữa nè. Và cho ta nữa chứ. Cảm ơn ngài người kem nhiều. Morpho biến hình thành xe đua nè. Tuyệt quá, Morpho.
Mofo biến hình thành kangaroo. Xe của tớ có thể nhảy qua đường ta? Không thể nào. Xe làm sao mà nhảy qua đường? Xe tớ thì được, bởi vì xe của tớ có chân robot. Bác cần tụi con giúp. Xoay ba bớt lấy kính của ba và giấu trong nhà thú rồi. Kính của ba. Ma vào mệt rồi. Ma vào phải tự làm mọi thứ một mình. Ồ, xin lỗi Ma phụ nha. Mình cũng có phép thuật như Morpho để cậu ấy có thể nghỉ một chút. Khoan đã, Mila, ý kiến tuyệt vời đó. Đây là thú kim tuyến, nó có thể biến con người thành thú phép thuật trong vòng một ngày. Wow, chúng ta có thể biến thành Morpho thì sao? Wow, wow. Mila biến thành khỉ nào. Giờ chúng tớ có thể biến hình. Cậu có thể nghỉ một chút rồi, Morpho. Biến thành tên lửa. Giờ thì bay như thế nào đây ta? Nhìn thấy gì không hả Stan? Nếu chọn thuốc kiềm tuyến, chúng ta có thể biến thành băng cướp Morpho. Băng cướp Morpho biến... mình có thể biến hình mà. Mila, mau biến thành xe đua nào. Ngầu quá đi thôi. Wow, wow. Không dễ hả? Nhảy, nhảy. Làm sao con dừng đây? Ba cần chạy lẹ hơn. Cứ như vậy thì mình không đuổi kịp bọn cướp đâu. Mình hãy biến thành robot đi ba. Được rồi, biến thành thuyền đi. Ba là robot. Robot. Robot hả? Wow. Không sao Morpho, chúng tớ làm được. Cậu cứ ôm đồm như vậy rất mệt đó, nhớ không? Morpho không mệt, chúng ta làm cùng nhau đi. Cá
cần chạy. Cô Kim Tuyến, biến hình chúng ta đi nào. Chúng ta không phải là Marvel Stan. Không, nhưng các ngươi là thú phép thuật. Ôi không, chạy đi. Chúng ta cứu được thú Kim Tuyến rồi. Yay. Bây giờ thì cho chung nào. Được rồi, biến thành tên lửa nào. Ma phục nhé, khủng long bạo chúa. Ừ, nhìn đẹp đó ma phục, nhưng sao nó không có đuôi? Nó có đuôi hả? Tớ cũng không nhớ khủng long bay trông như thế nào nữa. Tụi mình nên quay ngược thời gian để nghiên cứu về loài khủng long. Yeah. Anh thời gian, anh có thể đưa tụi em đến chỉ khủng long được không anh? Chụp vài tấm ảnh khủng long đi nào. Morpho, biến hình thành máy chụp ảnh khủng long nào. Mila, chụp hình. Ồ, Morpho, nhìn đám khủng long bay này. Khủng long bay có mỏ dài và cánh xám và cánh máy bay trực thăng. Yeah. Cha, con khủng long đó lạ quá, đi thôi. À. Nhìn kìa Morpho, một con khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa lớn ghê. Tớ chưa từng thấy con khủng long nào như vậy. Tụi mình thử tìm những con khủng long khác đi Morpho. Nhìn kìa Morpho, là khủng long cổ dài. Lớn quá. Đúng vậy Morpho, chúng rất to và có cổ rất dài nữa. Nó sắp trướng cổ để ăn lá đó. Nó đang làm gì vậy? Morpho, cậu có nghe tiếng cười đó không? À. Có gì sai sai rồi. Đi theo con khủng long cổ dài đó xem. Đây rồi.
như các người yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời! Ta rất vui khi các người thích những con robot, nhưng ta muốn hỏi tại sao các người lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư, và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tôi muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó, Troy à. Cậu có mà, tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Troy, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ, nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cô bé ạ. Kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Robot đuổi theo nó, Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia nữa, nhiều mây la quá. Lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó, Morpho. Tớ có ý này. Đi theo tớ. Nhìn kìa, Morpho. 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 Bắt lấy nó. Đâu vậy robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Cướp, cướp, cướp. Thì ra là người đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá Stan ơi. Xích ra đi đồ robot. Kem. Kem không. Ha. Mila, Morpho, bà có làm nước chanh cho các con đây. Nước chanh. Để lát nữa ba dọn nha. Giờ ba muốn đọc xong cuốn sách này. Ôi không, tháp của Morpho. Mila phá hỏng tháp của Morpho rồi. Tớ không làm hỏng tháp của cậu. Cậu phá hư bức tranh rồi Morpho. Không, Morpho không có. Nào nào, giờ hai đứa có muốn ra ngoài làm gì khác không hả? Tu tu tu.
hồi hộp quá đi. Mà cái này nó khỏi đây vậy. Được rồi. Mình đọc tới đâu rồi ta? Ngươi chưa thắng đâu, anh hùng hành động. Với sự giúp sức của cái hộp đâu rồi? Anh hùng hành động. Sao cậu lại mang cái hộp đi? Mà phòng không có lấy cái hộp. Chính Mila tạo ra nó mà. Tớ không phá hỏng tòa nhà ngu ngốc của cậu. Tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Không, Marple sẽ không chơi với Mila. Marple không chơi với Mila nữa. Ta bây giờ ta hăng 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 nha. Quy quy. Không có Mila không vui. Mình không biết vẽ gì nữa. Marple chắc sẽ nghĩ ra gì đó. Cuốn sách này hay thiệt đó. Tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu vì đã làm gãy màu lên bức tranh của tớ. Hả? Không phải do Marple đâu. Ba lỡ làm gãy đó. Cái gì? Vậy ba có làm hỏng tòa tháp của Marple không? Phải. Và lấy đồ chơi đi. Đúng vậy. Và bẻ tòa nhà. Chắc vậy đó. Mila, Marple làm bạn lại nha. Dĩ nhiên. Ba xin lỗi vì đã làm những điều đó hai đứa. Và xin lỗi vì ba khí tụi con cãi nhau. Chúng ta lại làm bạn được chứ? Dĩ nhiên rồi ba. Xin chào cảnh sát Freeze. Chú làm gì ở đây mà sớm vậy chú? Chú đang đợi để đón cháu đây. Đi thôi. Chú đưa Mila đi đâu vậy? Ta đưa Mila vào tù. Mila! Xe ba bánh! Mila vào tù rồi. Marple phải đưa Mila ra ngoài. Mình có làm gì đâu. Đây còn không phải là giấy phạt thật nữa. Cháu thật sự không muốn ở đây lâu chút nào hết. Marple sẽ giúp cảnh sát thêm nữa. Xe. Đi ra khỏi sân trước nhà ta đi. Cháu làm gì ở đây vậy Marple? Cháu làm gì vậy? Ông ác với mấy con chim quá. Xe cảnh sát Marple sẽ đưa ông vào. Cháu không thể đưa người khác vào tàu được Marple. Ôi không. Gì đây? Buồn cười thiệt đó. Ôi không. Hay thiệt đó. Mấy cái bánh xe đâu mất rồi? Có gì? Giấy phạt vì xả rác hả? Whoa!
không được đạp lên cỏ trong công viên sao? Sao ta phải... Mà vào dưới chơi phạt cho. Kỳ cục thiệt đó. Bọn trẻ đúng là thiếu lễ phép. Tuyệt lắm. Thấy thiệt. Hay thật. Và cháu phải luôn nhớ là đừng để vợ tù mi là... Hả? Mơ Mi La! Cậu không ở tù sao? Không, tớ có vào tù bao giờ đâu. Chú cảnh sát Freeze đưa tớ đến tham quan đồn cảnh sát đó. Ờ, nhưng Mơ Phụ muốn cứu Mi La ra ngoài. Và Mơ Phụ đưa Freeze bắt vào tù. Hả? Ôi không, cháu không thể tự dưng đưa người ta vào tù được Mơ Phụ. Ta sẽ chơi rất vui với người bạn nhỏ màu đỏ này. Hảo. Mơ Phụ biến thành trái banh. Mình ướp có thể biến thành gì đó thôi nhộng. Mình có ý này nè. Glitterpot có thể biến tụi mình thành thú cưng phép thuật. Wow, cậu biến tụi mình thành Morphle được chứ? Chơi trò chơi nha. Người nào nhảy cao nhất sẽ thắng. Hãy biến thành đi. Biến thành trực thăng. Bây giờ ta muốn trở thành một con robot. Mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morpho biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố.
nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morpho. Mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang chở rất là vui mà. Cuốn hoàng. Thật là vui quá. Nhưng là Morpho thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có thể có duy nhất một Morpho, một April. Mọi người yêu hai cậu. Chào Morpho. Cậu có sao không? Morpho không sao. Tội nghiệp Morpho, chắc con bị bệnh rồi. Con phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được đó biết chưa? Không sao đâu Morpho, ba và tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Ủa? Chào Mila. Chào April. Cậu và Morpho ra ngoài chơi được không? Tớ muốn đi chơi lắm, nhưng Morpho đang bệnh và tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy. Morpho nên không Morpho, con phải nghỉ ngơi mới khỏe được. Nhưng không Morpho. Mila, con cứ đi chơi đi, để ba chăm sóc Morpho cho. Cảm ơn ba. Nghỉ ngơi đi nha Morpho. Tạm biệt Morpho. Bây giờ Morpho nè, để ba đọc truyện cho con nghe nha, có được không? May mắn của mình lại có tác dụng rồi. Mila, cậu ở đâu? Tớ cũng là siêu nhân và tớ biết.
kia chỉ giỡn thôi, nó không cắn. Ôi, đuổi nó đi đi. Hãy để con ấy được yên. Ông kia. Sao cũng được. Cảm ơn các bạn siêu nhân nhiều nha. Chúng tôi phải cảm ơn ai được đây? Các cậu tên gì? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt và không thể tiết lộ danh tính được. Trả lại giải thưởng đây. Nhưng ta chưa bao giờ có giải thưởng này ở trường. Phải. Giờ thì ta chính thức là vũ công ballet tài giỏi nhất. Được rồi, giải thưởng của các người đây. Không không, cứ giữ nó đi. Nó viết giỏi nhất trong việc bị bắt. Chúng ta là những nhà vô địch Stan. Chúng ta đang có mặt ở đây với những anh hùng đã cứu tất cả giải thưởng của thành phố chúng ta. Chúng tôi có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn là ai? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt để giấu danh tính. Tên cháu là Troy. Cháu là April. Mafa. Wow, mấy đồ chơi cho thú phép thuật này ở đâu ra vậy nhỉ? Mafa, Mafa, hãy dọn dẹp tất cả và tìm hiểu xem chúng từ đâu ra. Yeah. Chỉ có hai tụi mình, trong khi có nhiều đồ chơi quá. Wow, có hai mô phục. Cùng nhau làm. Làm cùng nhau. Sao chúng ta có nhiều đồ chơi và có hai mô phô vậy? Nhờ có thú nhân đôi đó. Thú nhân đôi có thể tạo bản sao của tất cả mọi thứ. Tuyệt. Ai vậy ta? Xin chào, chúng tôi là những người thuộc hội hướng đạo sinh. Chúng tôi bán bánh quy. Nhìn ngon đó. Cho tôi mấy cái bánh quy nào. Ồ không, Villa, Muffle, bọn cướp trở mất thú dân đôi rồi. Cần phải bắt chúng lại, nhưng chúng chạy xa quá rồi. Tụi mình bắt cướp bằng cách nào đây? Xe ba bánh. Cái này chậm quá. Muffle, biến hình thành xe cảnh sát siêu tốc đi nào. Ồ không, chạy đi. Chúng đâu mất rồi? Tớ tưởng chúng chạy hướng này. Hả? Nhìn kìa Morpho, chúng ở phía sau tụi mình. Sao chúng ở đó được hả? Bạn ta tóm các ngươi đây. Ồ không. Thú nhân đôi không có ở đây Morpho. Chúng giấu thú nhân đôi ở đâu vậy ta? Thú nhân đôi? Chắc nó đang nằm trong tay băng cướp nhạc cụ hay là băng cướp Long Vũ rồi đó. Nhiều băng cướp quá. Hoặc là nó đang nằm trong tay nhóm cướp mô phù. Mô phù, mô phù biến thành. Chúng ta là băng cướp băng cá nhân. Mô phù. Thiết bị mới của băng cướp có thể điều khiển thú phép thuật tùy thích mà không cần chủ nhân ra lệnh cho bọn chúng.
Có thú nhân đôi trong tay, chúng ta có thể nhân đôi bản thân luôn. Bánh xe hả? Chúng ta không muốn làm giống cướp bánh xe, mà chúng ta muốn làm giống cướp kìm giấy. Bọn ta giống cướp Morpho, đã cướp được Morpho. Tuyệt, biến nó thành xe ủi đi, để ta có thể dễ dàng ăn trộm bánh xe. Không, biến thành giếp vỗ lông, để vỗ lông vũ dễ hơn. Người ngốc quá, người ngốc quá. Người mới là ngốc. Ồ, nhiều mô phồ quá. Yeah. Mô phồ, biến thành xe ủi đi. Mô phồ, biến thành giếp vỗ lông đi. Mô phồ không làm gì hết. Cũng phải thôi, bởi vì chúng ta chưa cho nó vào trong xe cướp. Đừng làm vậy. Nếu chúng ta lấy thú nhân đôi ra, sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Chúng ta trốn. Mô phồ cái kế này biến thành gì đây? Không, mô phồ không có kế gì. Xe ba bên. Không, không đủ nhanh đâu. Mô phồ cần Mila. Cuối cùng cũng được, mình cần cứu mô phồ. Nhưng có nhiều cướp quá đi. Nếu chúng hợp tác thì tụi mình không thể làm gì. Cướp không hợp tác, cướp chỉ cãi nhau. Thật hả? Nếu vậy chúng ta có cơ hội rồi. Morpho 1 biến thành khủng long bạo chúa. Morpho 2, hãy biến thành robot. Morpho 3, biến thành một cái quạt khổng lồ. Giờ thì cùng hợp tác để thổi đống lông vũ đi. Ô không! Morpho 4, biến thành thanh dốc. Cướp thú nhân đôi đi, ta cần nhiều lông hơn. Không, chúng ta cần nhiều bánh xe hơn. Gấp đôi số bánh xe. Ý kiến thật là ngu ngốc. Ý kiến thật là ngu ngốc. Không, chúng ta cần bánh xe. Lông vũ. Giờ chúng ta có thể cứu thú nhân đôi. Không, không, không! Chúng ta không nên làm như vậy! Có đó nha! Morpho biến thành một con robot để bắt chúng nào! À, gì vậy? Ôi không! Và có 4 bạn Morpho và 4 tên cướp và mọi chuyện rất ly kỳ! Wow! Nghe sợ thiệt đó! Không sợ! Nhưng bọn cướp không hợp tác, trong khi tụi con thì có. Do đó tụi con có thể cứu thú nhân đôi và biến Morpho trở lại thành một. Hai Morpho ôm hai cái luôn. Nè John. Gì hả Stan? Ta mừng là mấy đứa kia đã biến mất, chỉ còn có người ở lại đây với ta. Ồ, ta cũng nghĩ vậy Stan. Ngủ ngon John. Ngủ ngon Stan. Nhìn kìa Morpho, tất cả mọi thứ mất hết màu
sắc rồi. Wow, Morpho biến hình thành cỏ màu phép thuật. Xanh biển là xanh lá. Oh, oh. Giỏi lắm, Morpho. Gì vậy? Bên tôi là đèn xanh mà. Không, bên tôi là đèn xanh. Ủa, trắng. Mấy thứ này cũng không có màu nè. Y như mình vậy. Mày đây rồi, Broma. Ta đi tìm mãi. Thành phố đã gặp rất nhiều rắc rối vì ngươi đã lấy tất cả màu sắc. Morpho sẽ giúp Broma tô màu để mọi thứ về lại như cũ nha. Xin chào. Không hiểu sao xe cứu hỏa lại mất màu rồi. Để Morpho và Broma giúp cho. Không, Morpho, xe cứu hỏa luôn là màu đỏ giống cậu đấy. Oh, cảm ơn Morpho và Broma nhiều nha. Xin chào yêu quái mây. Có vẻ như bà chạy đúng rồi. Chạy tiếp đi nha. Wow, các cháu đã giúp cho cả thành phố rồi đó. Morpho và Broma đã chiến tốt ghê ha. Broma thích tô màu quá ha. Chắc vậy đó. Bà có ý này nè. Broma, cháu có muốn đồng hành là một người cũng yêu màu sắc không hả? Tuyệt, mày đúng là thú cưng phép thuật hoàn hảo cho họa sĩ như ta. Morpho, mình bày trò lừa ba đi. Oh yeah. Morpho biến thành tớ. Xong, mặc đồ này đi. Cậu trông y như tớ vậy. Yeah. Được rồi, đi lừa ba thôi.
Là con à Mila, ba không thấy con xuống cầu thang. Vì con vẫn còn trên này mà. Ủa, nhưng vậy ra con là Morpho à? Đúng rồi. Chào Mila, cậu và Morpho muốn đi chơi không? Mila, Morpho không có nhà. Nhưng Mila chơi. Tốt quá, mình đi thôi. Troy không nhận ra đó là Morpho. Chào Mila. Bây giờ chúng ta chơi trò gì đây Mila? Cậu lúc nào cũng toàn nghĩ ra mấy trò vui vui thôi. Phải. Đuổi bắt. Được rồi Mila, cậu trước nha. Cái gì? Cậu chỉ cần bắt được Sarah nữa thôi. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Tớ mắc kẹt trên cây. Tớ không nghĩ là tớ sẽ tự xuống được. Mila cứu. Khoan, chờ một chút. Cậu không phải Mila, cậu là Morpho. Cảm ơn Mi Morpho. Xem nào, có vẻ Morpho không đi với nó. Có con vỏ là Morpho sao? Nếu không có Morpho, bọn ta muốn nhọc tụi nhóc này sao cũng được. Đám này nhỏ con thiệt. Thả ta ra. Cứ không làm gì được ta đâu. Trái banh này ở đâu ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chạy đi Stan ơi. Lại là Mila hả? Tha cho bọn ta đi. Cậu lừa bọn chúng hay lắm Morpho. Không có Morpho chán quá. Đi tìm cậu ấy thôi. Mày lo kìa. Ai không? Này Mila, nhìn ba này. Con không thấy ba. Nhìn lên trên. Chào. Ngầu quá đi. Bà ngố quá. Thả ta ra Apple. Apple làm nữa. Có vui không hả? Không, không hề vui. Còn có ý kiến này, chúng ta đua đi. Hả? Nghe vui đó. Được rồi, ai tới được đỉnh núi trước thì người đó thắng. Chuẩn bị xuất phát. Không, dừng lại đây. Ồ, họ nhanh thật đấy. Dạ, họ đang tới đỉnh núi đó. Chú từng đặt giải rồi đó. Đi thôi.
mày dẫn trước họ rồi. Mày thông minh thiệt đó. Giỏi lắm Mofo, chưa bao giờ ba thấy mình khỏe như vậy. Ba biết một con đường tắt, đi hướng đó đi Mofo. Chúng ta bắt giấu họ rồi, Ofo. Đúng vậy. Cái gì? Làm gì đi, Ofo? Tuyệt thiệt. Đó là ngọn núi. Bà sẽ thắng cuộc đua này vì con Mofo. Ồ, không đâu. Ai thắng vậy? Tôi nghĩ là Hòa. Mà thiệt đó. Hòa sao? Đừng lo Mila. Người làm tốt đạt giải thì luôn có hai giải thưởng mà. Hôm nay vui thật đó, Mofo. Tôi cũng thấy vui thiệt đó. Đây rồi, tàu lượn siêu tốc đỉnh nhất đây rồi. Có lượn tròn, có cua gắt, lại còn siêu cao nữa. Chỉ có điều là phải cao như thế này mới được đi nha. Ta-da! Tớ biết có một giáo sư có thể giúp tụi mình được đó. Thứ này sẽ giúp cho cháu thành người lớn. Nhưng cháu có chắc là muốn làm như vậy không hả Mila? Dạ dĩ nhiên là có. Vậy thì đây nè. Mila, là cháu hả? Ồ không, tôi là dì Mila. Wow, nhìn giống nhau thật đó. Vậy là cô đủ cao rồi đó. Đi chơi vui vẻ nha. Lắm luôn. Và giờ tớ là người lớn rồi nên muốn làm gì cũng được. Người lớn hả? Tới đây Mofo. Ai muốn cưỡi cá heo nào? Cháu. Tôi nữa. Xin lỗi cô nha, nhưng cô lớn quá nên không cưỡi cá heo được. Xin lỗi thưa cô, nhưng cô không được vào trong đâu. Tôi là dì của Mila. Tôi có nghe kể, rất vui được gặp cô. Nhưng Mila không có ở đây, và tôi phải về lớp rồi, tạm biệt nha. Mình bắt đầu thấy chán làm người lớn rồi đó. Đây là sân chơi của trẻ em thưa cô, và tôi sẽ phạt tiền cô. Ôi xin lỗi nhưng tôi không trả được, vì tôi không có tiền. Vậy tôi nghĩ cô nên kiếm việc làm đi. Đúng
rồi, mình không muốn làm người lớn nữa đâu. Cháu có chắc là muốn làm trẻ em lại chứ? Dạ, chắc chắn 100% luôn. Nghe gì chưa? Sao vậy? Họ đang xây một trò tàu lượn khác, kỳ này còn lớn hơn nữa đó. Tuyệt đó. Cậu không muốn trở thành người lớn để đi nữa sao? Thôi tớ xin, làm người lớn không hề vui như mình nghĩ đâu. Tớ sẽ tận hưởng hết mức có thể khi vẫn là trẻ con. Bắt nè, cậu bị rồi. Quay lại đây. Thấy mọi chuyện diễn ra ở thế giới gương nha. Ta hẳn là làm được đó Mila. Marco thích gương lắm. Orfu. Orfu. Không 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 Orfu, hãy trả về lại trong gương. Đó là Orfu. Ở trong thế giới gương, tất cả mọi thứ đều trái ngược với thế giới của chúng ta đó. Và vì Orfu thực tế cực kỳ thân thiện, ta e rằng Orfu sẽ chỉ làm những điều xấu xa mà thôi. Vậy tốt quá, chúng ta không thể để Orfu trong chơi khắp thành phố rồi gây rối được đâu. Nào Morpho, hãy chơi với Brahma một lát nha. Chào Morpho, hôm nay cháu thấy nào hả? Chào chú cảnh sát. Cháu làm gì vậy? Morpho, đừng bỏ chú lại đây chứ. Nghe như ai đó đang tìm kiếm Morpho hả ta? Cháu đi đợi Morpho, giờ thì đưa chú xuống nhanh lên. Cảm ơn ha, nhưng chú không ủng hộ hành vi này đâu đó. Hành vi nghịch ngợm? Là cháu chứ ai, chính cháu đã đưa chú lên nóc nhà còn gì nữa. Nhưng Morpho vẫn ở bên trong với chúng cháu suốt mà. Không, chính là Morpho đưa chú lên trên cái mái nhà đó đó. Còn cười như vậy nè. Ôi không, có vẻ là Orfu. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy thế giới gương. Ôi không, Orfu đã trốn rồi. Ôi trời, chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Cậu đang làm gì vậy hả Morpho? Cậu đang xây dựng cái gì sao? Nè, có chuyện gì vậy hả? Cái này không vui đâu Morpho. Đây rồi ha, trò đùa như vậy là quá dai rồi đó. Trả mọi thứ về bình thường đi Morpho. Nhưng Morpho đâu có làm đâu. Chúng ta phải bám đuổi sát thôi. Morpho biến thành xe đua nào. Vậy còn xe của ta? Morpho, đưa bọn mình xuống dưới đất đi. Nhưng nếu đó là Morpho, còn kia là ai? Ai sẽ thắng đây? Và đâu mới là Morpho thật? Chúng ta phải chắc
Morpho nữa. Roma, biến Morpho thành xanh lá đi. Morpho xanh lá. Đợi đó Morpho, hãy giúp Troy và April xuống trước đã. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại Morpho nữa. Sao để cậu vui lên rồi. Phát minh của ta xong rồi, tới đây xem đi. Ta đã phát minh ra dưỡng chất trẻ hóa, giờ ta sẽ thử nghiệm trên trợ lý. Ống nghiệm lộn xộn. Ta không biết chăm sóc trẻ con như thế nào cả. Thôi không, bố phụ, cho phải mang con bé về cho ba nó trong khi ta điều chế thuốc giải đi vậy nha. Cảm ơn siêu anh hùng Morpho nhiều nha.
tôi không? Phải bắt hắn lại. Apple, siêu anh hùng Apple. Cảm ơn Mô Phổ. Hey. Không, đừng làm loạn ở đây. Đem con hổ về sở thú lại thôi. Được thôi. Ôi không, nhanh lên Morpho, mang mấy con hổ ra khỏi đó đi. Wow, nhìn xem kìa, là thiên thạch. Ôm vào gần thiên thạch. Thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không, ngừng sao băng đi Morpho. Giỏi lắm Morpho. Cháu đang ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó Morpho à. Hả? Thả bọn ta ra. Mơ đi cưng, bọn ta cần các ngươi để bẫy Morpho đó. Cứu, cứu rồi. Ôi không, tụi mình phải cứu các cậu ấy. Siêu anh hùng áp vào tới cứu. Dừng lại đi Morpho, bẫy đó. Áp vào cứu. Hả? Bắt được ngươi rồi Morpho. Khoan đó, đây không phải là Morpho, là Morpho đó. Morpho đây nè. Morpho, cậu đưa cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắt cướp kìa. Cảm ơn Morpho nha. Cảm ơn Morpho đã cứu chúng ta. Cậu là siêu anh hùng đích thực. Wow, 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 cẩn thận đó Morpho. Telephone đang nhiễm cúm của thuốc cân phép thuật, nên là có phải tránh xa một thời gian nha. Bệnh sao? Chỉ có thuốc phép thuật mới bị nhiễm cúm phép thuật mà thôi. Bà với Telephone sẽ ở trong nhà để đảm bảo các thuốc phép thuật khác không bị nhiễm cúm. Không chơi ạ? Đừng lo, ở trong nhà vẫn chơi được mà, có phải không hả Telephone? Sao lại vậy hả? Tớ nghĩ Roma cũng bị cúm phép thuật đó. Đừng lại gần nha Morpho. Chào chú họa sĩ, chào Roma. Tớ nghĩ cậu nhiễm cúm thú phép thuật rồi Roma. Thì ra là như vậy. Roma bắt đầu hắt xì ngay sau khi có cái bong bóng gì đó nổ lớn trước mặt đó. Cậu nên ở nhà cho đến khi khỏe hơn để không lây bệnh cho các thú cần phép thuật khác. Chúng ta ở nhà vẫn vui mà. Nghĩ xem chúng ta đã vẽ được biết bao nhiêu là bức tranh.
chú nên đưa Animi về nhà. Nó chứa cấm phép thuật đó chú. Ồ không, chắc là nó đã nhiễm bệnh từ một trong số mấy bong bóng trên trời đây nè. Thôi về nhà nghỉ ngơi cho đến khi khỏe ha Animi. Bong bóng nữa kìa. Hãy đi tìm xem mấy bong bóng này từ đâu tới. Nhìn kìa Morpho, là Boba. Boba thổ bong bóng. Boba, cậu phải về nhà và đừng ra ngoài. Tớ không nghĩ Boba muốn ở trong nhà đâu. Hãy đi theo nó Morpho à. Morpho ổn. Morpho không bệnh. Ôi không, cậu có đủ khỏe để đuổi theo Boba không vậy? Được mà. Suýt được. Achoo! Cuối cùng cũng bắt được rồi. Về nhà thôi Boba ơi. Khi cậu bệnh mà còn ra ngoài thì sẽ lây bệnh cho rất nhiều thú cưng phép thuật khác đó, kể cả Morpho. Achoo! Và ở nhà thì vẫn nhiều trò vui mà, đúng không Morpho? Đúng. Ồ. Thấy không Boba, ở nhà chơi cũng vui mà. Achoo! Chiếc xe tải nào? Chúng ta cần đem hết mấy thứ máy móc này đến tòa nhà mới. Không được lộng hành ở đây. Tới rồi, tòa nhà mới đây rồi. Này, ở đây có một chiếc xe tải rồi. Đúng vậy, đó là chiếc xe tải duy nhất mà chúng ta không cần lái. Nó tự chạy tới. Bọn chú mua chiếc robot CP này từ giáo sư Song. À, cháu biết chú. Thưa sĩ Lawrence, mấy thứ máy móc của anh rớt ra từ xe tải đang làm đường xá lộn xộn hết cả lên. Ôi, đúng như anh nói, xe tải trống trơn rồi. Giờ phải làm sao đây? Morpho và robot xe bên kia có thể đi tìm những máy móc đó. Được, ý kiến hay đó. Morpho, biến hình thành chiếc xe bên đi. Thank you.
Nhìn kìa, Morpho, chiếc robot xe bên cũng tìm được hai chiếc xe rồi. Ai tìm được chiếc xe kế tiếp sẽ thắng. Đây rồi, quả văn đây rồi. Ôi không, băng cướp bùn lầy đã bắt lấy nó. Dừng lại đi, băng cướp bùn lầy. Đó là nhà Troy. Bọn ta không còn là băng cướp bùn lầy nữa, mà giờ chúng ta đã là băng cướp đập phá. Và bọn ta sẽ đập phá căn nhà này. Không, đó là nhà mình. Morpho, biến thành robot nào. Băng cướp đập phá bọn ta sẽ còn quay trở lại. Chúng tớ sẽ giúp cậu xây lại nhà. Chúng ta nên dừng trò chơi và cùng làm việc nhé. Rồi, chúc mừng cháu đã trúng búp bê bằng bông nha. Wow. Morpho biến cánh tay khổng lồ. Xin chào thợ xây Lauren. Chào anh, có thể để Anime giúp tôi ở tòa nhà được không vậy? Được thôi, chúng tôi sẽ trở lại sớm. Thank you.
nào anime. Có hai kẻ cướp vừa ở đây, chúng lấy hết quần áo của tôi rồi. Không sao đâu ba, chúng ta có cả đống đồ trong tủ quần áo mà. Giờ nên cho ba mặc đồ như thế nào đây? Trông ba đẹp ghê đó ba. Bọn ta không còn là cướp văn phòng nữa. Bây giờ bọn ta là bọn cướp quần áo. Chúng ta sẽ trộm tất cả quần áo của cả thành phố. Cẩn thận nha. Trang phục. Đúng rồi, chúng ta cũng phải đưa đồ hóa trang cho cảnh sát nữa. Đây, cái này của chú cảnh sát. Tốt lắm, bây giờ đuổi theo băng cướp quần áo rồi. Chúng ta phải bắt chúng trước khi chúng trộm hết đồ. Theo đuôi chú Marfu. Không chặn được ta đâu. Sớm muộn gì chúng ta sẽ lấy được hết quần áo. Ô không, máy bay trực thăng đang rơi. Morpho, mau dùng tay bắt nó đi. Chúng đang ở đâu? Lần này ta phải bắt chúng. Đây, thưa ngài thị trưởng, chúng cháu cũng có trang phục cho ngài. Cảm ơn Mila. Bây giờ chúng ta phải chặn những kẻ cướp này. Thành phố này cần các cháu. Có một tên, ta sẽ bắt hắn. Trông cậy vào mình đó Morpho. Dùng cánh của cậu. Các người không theo kịp bọn ta đâu. Bây giờ bọn ta bắt được thằng bạn đó lè của ngươi rồi. Đám cướp ngu ngốc kia, Morpho, dùng cánh tay của cậu đi. Morpho, dùng cánh. Được rồi, giờ về chỗ mọi người thôi.
là Mila và Morpho. Các cháu đã bắt được bọn cướp và giờ mọi người đã lấy được lại đồ. Các cháu xứng đáng được huân chương. Giờ phải xem thị trưởng đâu rồi. Nhìn nè Morpho, như vậy nè. Morpho nữa, Morpho cũng làm. Đừng lo Morpho, rồi con sẽ làm được thôi. Nhưng không bằng anh bạn nhỏ này đâu. Đây là Boba, thú cưng phép thuật mới của chúng ta đó. Boba thích thổi bong bóng. Cậu ấy thích thổi bong bóng cực kỳ luôn. Wow, thấy chưa? Nhìn vui quá ha. Boba, cao vậy đủ rồi. Con không ra được. Morpho, biến hình thành thứ gì to lớn đi. Xe tải. Giờ Morpho cứu Mila. Mila. Chuyện gì vậy? Cứu tụi bay! Morpho cứu! Wow! Cảm ơi! Từ trên trời rơi xuống. Con đây rồi Boba. Nghe này, con không được thổi bong bóng phép thuật bừa bãi. Chúng sẽ gây rất nhiều rắc rối đó. Ở đây thì không được. Morpho, con làm bể bong bóng giúp ba nha. Cảm ơn Morpho nha. Ba thấy mày làm. Ba nghĩ là con bé đi hướng đó đó. Ta đã rất lo lắng không biết rằng liệu có thấy chiếc xe của mình nữa không. Nè Boba, lần sau có thổi bong bóng thì đừng thổi quá nhiệt tình cho con. Cảm ơn Morpho. Lúc nào cháu cũng giúp mọi người như thế này thì tốt quá luôn đó. Làm ơn, xuống đây đi cậu Bossy. Morpho à, cháu giúp bà được không? Cậu Bossy bị kẹt ở trên cây rồi, mà bà thì muốn bế nó trên tay như trước. Cháu giúp bà ở cùng nó được không? Không phải là ở cùng nhau như vậy. Nếu các người không trộm xe cảnh sát của ta
thì cả hai người đã vào tù rồi. Bọn ta không quan tâm. Đúng đó. Mô phụ, mày quá chắc ở đây. Cho giúp ta mang bọn cướp để tới đồn cảnh sát có được không hả? Dạ được. Ôi không. Cái gì? Mô phụ, đợi đó. Đưa bọn cướp tới đồn cảnh sát. Tạm biệt nha. Nó không đưa chúng ta vào tù kìa Stan. Thoát khỏi đây thôi. Ồ, chào Morpho. Con giúp ba nâng mấy cái thùng này được không hả? Chúng nặng quá. Ôi không Morpho, đừng mang lên mái nhà chứ con. Cháu đây rồi Morpho. Dạ có chuyện gì? Anh bạn màu đỏ của cháu cho ta lên cây rồi chạy mất. Dạ không thể nào đâu. Morpho không có làm. Ta tận mắt chứng kiến mà. Morpho, cháu đưa bọn cướp đi đâu rồi hả? Chúng cháu chưa gặp bọn cướp mà. Ta thấy cháu đã đưa chúng tới đồn rồi mà Morpho. Vậy chúng ta phải bắt chúng lần nữa rồi. Morpho, biến hình thành robot đi. Ôi trời ơi. Con đùa như vậy là hơi quá rồi đó Morpho. Giờ thì đưa mấy cái thùng đó xuống lại đây cho ba ngay. Morpho đi với con cả ngày mà ba. Thiệt hả? Nhưng nó nhìn giống hệt Morpho luôn đó. Có màu đỏ giống y chang Morpho. Ngoài trừ mấy cái đốm màu xanh lá mà thôi. Đốm xanh lá? Hẳn rồi, đó là Morpho. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại Morpho. Chào Morpho, cháu giúp ta dọn chỗ này có được không vậy hả? Morpho đã tự sơn đỏ người mình. Ôi không. Rửa sạch nó đi Morpho. Morpho biến hình thành xe cứu hỏa. Ôi, cẩn thận Morpho. Đó không phải Morpho. Là Morpho hả? Giờ cậu không lừa ai được nữa đâu Morpho à. Cảm ơn Morpho thật nha.